Chào quý vị, hôm nay buổi chiều sẽ ăn chán miệng nghẹn một cái khô cá lưỡi trâu quý vị. Xin lỗi quý vị, cá lưỡi trâu một nắng, loại nước muối. Hiện tại thì tại sao loại nước muối? Tại vì con cá này mình khi mà mình đảo qua nước muối quý vị, rồi mình sẽ chiên, nó sẽ có một cái vị như là mình đang ướp như vậy. Tại vì cái da nó mỏng lắm, nó rất là đậm màu luôn.